Xin chào các bạn. Diễm nghĩ rằng chắc các bạn thì ai cũng biết rằng là cái việc chăm sóc sắc đẹp rồi da dẻ của một người phụ nữ thì rất là quan trọng. Mà Diễm thấy thì là rất là nhiều chị em phụ nữ thì thường thì quan trọng là chăm sóc da mặt nè, nhưng mà lại bỏ quên một cái làn da trên cơ thể của mình cũng rất là cần được chăm sóc và được giữ gìn, nhất là cái thời điểm mà chúng ta đang trải qua một cái mùa nắng nóng như thế này thì da của mình lại càng dễ bị tổn thương hơn bởi tia cực tím của ánh mặt trời, rồi trong người của mình thì nó cũng nóng nảy và khó chịu hơn. Như vậy thì làm sao mà mình có thể chăm sóc làn da và vẻ đẹp của mình từ trên xuống dưới? Thì hôm nay Trúc Diễm sẽ chia sẻ một cái bí quyết nhỏ của Trúc Diễm. Là một người rất là yêu những cái sản phẩm tinh chất từ thiên nhiên, thì đối với Trúc Diễm thì nếu như mà thật sự bản thân của mình có được thời gian và có thể làm những cái phương pháp thiên nhiên giống như là kiếm bột cám gạo rồi trà xanh để đắp lên mặt, nhưng mà thật sự mà nói thì cuộc sống của chúng ta quá là bận rộn, phải không mọi người? Mình bận rộn đến nỗi mà nhiều khi mình cũng quên mất là phải đi tắm nữa, thì làm sao mà có được cái thời gian mà đi ngồi làm những cái thứ tỉ mỉ đó. Thành ra là ngày hôm nay Trúc Diễm muốn giới thiệu đến một sản phẩm mới có nguồn gốc từ thiên nhiên mà Trúc Diễm mới khám phá gần đây và Trúc Diễm cảm thấy rất là ưa thích, đó chính là sản phẩm Glow Me. Như mọi người cũng thấy, ta-da, phía trước, phía sau nè, sản phẩm này rất là dễ thương, cũng giống như là cái thành phần bên trong của nó rất là thân thiện, có thể kể đến giống như là cám gạo nè, trà xanh nè, rau má nè, rồi lại còn có lô hội và vitamin B3 nữa. Và đặc biệt rằng là tuy rằng là một cái thương hiệu rất là mới, nhưng là Glow Me được sản xuất tại Hàn Quốc và đã được FDA Hàn Quốc kiểm tra về độ an toàn cho sức khỏe, cho nên Trúc Diễm cảm thấy rất là yên tâm khi sử dụng sản phẩm này. Và Trúc Diễm thấy rằng là ngoài cái bao bì rất là dễ thương và bắt mắt như thế này thì là những cái sản phẩm bên trong rất là tự nhiên, nên khi Trúc Diễm lấy ra và bôi lên trên người, Trúc Diễm sẽ thử cho mọi người một chút xíu nha. Thì đây là một cái kem dưỡng ẩm và bật tông. Thì Diễm thì da cũng đã sáng rồi, may mắn là sinh ra thì da cũng đã sáng, nhưng mà sáng da mà không biết giữ thì nó cũng tối thôi. Nắng như thế này thì kiểu gì thì nó cũng mấy. Mà mọi người có thể thấy Diễm thoa sơ sơ, nhìn thấy được cái sự khác biệt giữa tay bên trái và tay của bên phải của Trúc Diễm, tại vì Diễm thoa rất là ít, nhưng mà cái độ thẩm thấu của kem này thì rất là tốt, và quan trọng nhất là nó sẽ không có bết dính và không có cảm giác trơn hoặc là nhầy. Nhiều khi là mình xài những cái kem dưỡng ẩm bình thường thì là mình thấy nó rất là rít nè, và rất là khó chịu, mà khi mà trời nắng nóng như vậy mà người mình nó rít thì là mình sẽ cảm thấy nó khó chịu hơn nữa. Chính vì vậy mà kiếm được một loại kem dưỡng da mà nó phù hợp với làn da của mình, thành phần thì tự nhiên nè, rồi quan trọng hơn hết là khi mà bôi lên thì độ thẩm thấu của kem nó rất là tốt, nó rất là mềm mại, mịn màng, và nó có một cái mùi hương rất là dễ chịu nữa, rất là nhẹ nhàng, mà nhiều khi ông xã ngửi chắc là cũng cảm thấy là ồ sao hôm nay bà xã có một cái mùi hương dễ thương vậy chẳng hạn. Thì Diễm thấy rằng là đây là một cái sản phẩm mà rất đáng để cho chúng ta thử, và bản thân của Trúc Diễm thì thường hay lựa chọn những cái thương hiệu rất là đáng tin cậy và những cái sản phẩm lớn trên thị trường, và đây là cũng là lần đầu tiên Trúc Diễm thử một cái thương hiệu rất là mới, Glow Me, và mới ra mắt vào tháng 4 vừa rồi thôi. Nhưng mà Trúc Diễm cảm thấy là với mà một cái sản phẩm như thế này và một cái độ tin cậy từ FDA Hàn Quốc thì Diễm tin rằng là tất cả mọi người cũng sẽ cảm thấy đây là một sản phẩm đáng để thử. Và bây giờ thì là Trúc Diễm có công việc phải đi ra ngoài, và Trúc Diễm hẹn gặp lại mọi người ở lần tiếp theo nha.